Xin kính chào quý vị phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Cô là Lê Thị Diễn, giáo viên trường tiểu học số 2 Phụ Bài, thị xã Hương Thủy. Hôm nay cô rất vui vì lại được đồng hành cùng các em trong tiết học toán này. Các em thân mến, để tiết học diễn ra hiệu quả, các em hãy chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập cho cô. Các em hãy để vợ ghi bài bút thước lên bán và sẵn sàng đến với tiết học của cô nhé. Khởi động tiết học, mời các em đến gặp làm quen với một bàn gấu rất chăm chỉ. Mới sáng sớm tinh mơ, khi ông mặt trời vừa thức giấc, chiếu những tia nắng ấm áp xuống khu rừng nơi bàn gấu đang sống. Bàn đã chuẩn bị vào rừng tìm kiếm thức ăn rồi đấy. Khi vào rừng, gấu mừng rỡ vì có rất nhiều hũ mật ong thơm ngon. Liệu bàn gấu có lấy được những mật ong này không? Bởi vì để lấy về những mật ong này, bàn gấu phải trải qua rất nhiều thử thách của chị ong đấy. Bây giờ chúng mình hãy sẵn sàng giúp đỡ bạn gấu để bạn ấy lấy về được những hũ mật ong này nhé. Bây giờ chúng ta chinh phục thử thách đầu tiên. Thử thách đầu tiên là gì? Ở đây cô có một dãy số. Có 3 chỗ dấu chấm cần tìm số điền vào. Bây giờ các em hãy suy nghĩ tìm số điền vào chỗ chấm cho cô. Các em đã tìm ra kết quả chưa nào? Ở đây chúng ta quan sát dãy số. Số đầu tiên là 2, số tiếp sau là 4, 6. Như vậy, chúng ta quan sát số liền sau của dãy số lớn hơn số liền trước 2 đơn vị. Như vậy chúng ta dễ dàng tìm được kết quả ở đây là 6, 8, 10, 12, 14, 16 và 18. Như vậy, số cần điện đó là 8, 14 và 18. Đây chính là các số bị chia mà chúng ta đã học trong bảng chia 2 để các em ạ. À, Vận dụng những đặc điểm này, chúng mình có thể dễ dàng học thuộc bảng chia 2 đúng không nào? Bây giờ chúng ta xem bàn gấu có lấy về được hụt mật ong không? Chúc mừng bàn gấu đã lấy được hũ mật ong đầu tiên rồi. Còn thử thách tiếp theo là gì? Chúng mình quan sát. Ở đây cô cũng có một dãy số. Có ba chỗ trống cần tìm số tích hợp điền vào. Chúng mình hãy suy nghĩ tìm số điền vào chỗ chậm cho cô nhé. Nào, xin mời các em. À, thử thách này cũng không khó đúng không? Ở tiết học trước chúng mình đã học bảng chia năm. Chúng mình quan sát ở đây. 10, 15 bằng cách đếm thêm năm. Chúng ta có số liền sau. Như vậy, số liền trước ở đây là 10 bớt 5 bằng 5. 20 cộng 5 bằng 25. Tiếp theo, 40 cộng 5 bằng 45. Đây chính là các số bị chia của các phép tính chia trong bảng chia năm mà các em đã được học ở tiết trước. Vận dụng đặc điểm này đếm thêm năm để có các số bị chia tiếp theo. Chúng ta dễ dàng học thuộc bảng chia năm hơn, đúng không nào? Và xem bàn gấu đã lấy thêm được khủ mật ong nữa rồi. Và thử thách tiếp theo là gì? Cô mời các em quan sát ở đây có có phép chia 20 chia 4 bằng 5 20 là số bì chia, 4 là số chia Vậy 5 là gì? Chúng mình hãy nói cho bố mẹ biết 5 là gì nào À, thử thách này cũng không khó đúng không các em? Trong phép chia, số đứng trước dấu chia là số bì chia Đứng sau dấu chia là số chia còn kết quả của phép chia chính là thương Vậy đáp án của chúng ta đó là thương Chúng ta chọn đáp án C Các bạn có cùng đáp án với cô không? Cô gửi lời chúc mừng bạn có cùng đáp án với cô nhé Trở lại với khu rừng để gặp bàn gấu Và chúc mừng bàn gấu lấy thêm được khũ mật ong nữa rồi đấy Thử thách tiếp theo là gì? Mời các em quan sát. Ở đây cô có, có phép nhân 2 nhân 5 bằng 10. Và có hai dấu chấm hỏi. Các em tìm số thích hợp để điền vào dấu chấm hỏi để hoàn thiện hai phép chia tương ứng được lập từ phép nhân 2 nhân 5 bằng 10. Xin mời các em nào. cô nghĩ rằng tất cả các bạn đã có đáp án của mình rồi và trở lại với cô màn hình các em quan sát chúng ta đã học ở tiết trước từ một phép nhân chúng mình có thể viết được hai phép chia tương ứng bằng cách lấy tích chia cho một thừa số thì kết quả được thừa số còn lại ở đây ta có thừa số là hai thừa số là năm và tích là 10. Ta lấy 10 chia 2. Kết quả sẽ là thừa số còn lại chính là 5. Vậy số cần điền vào dấu chấm hỏi chính là 5. Ta có phép chia 10 chia 2 bằng 5. Còn 10 chia 5 bằng bao nhiêu? Ở đây chúng ta lấy tích là 10 chia 5 thì kết quả sẽ là thừa số còn lại đó là hai vậy chúng ta có phép chia tiếp theo đó là 10 chia 5 bằng 2 như vậy phần dùng kiến thức chúng ta đã học chúng ta đã giúp bàn gấu lấy thêm được hũ mật ong nữa rồi đấy vừa rồi chúng mình đã giúp bàn gấu lấy được rất nhiều hũ mật ong mùa đông tới nhà bàn gấu đã có đầy đủ thức ăn rồi đấy qua hoạt động khởi động này, cô nghĩ rằng các bạn đã tự tin để thực hiện tốt các bài tập của tiết học ngày hôm nay. Bài học hôm nay, bài 63 luyện tập. Qua bài học này, các em phải vận dụng bảng chia 2 và bảng chia 5 để tính nhầm và giải quyết một số tình huống gắn với thực tiễn. Đồng thời, gọi đúng tên, thành phần và kết quả của phép tính chia. Qua bài học này, chúng mình cũng viết được hai phép chia tương ứng từ một phép nhân cho trước. Và bây giờ, chúng mình đến với bài tập đầu tiên. Các em cùng đọc yêu cầu đề bài cho cô. Bài 1 này gồm có hai phần. A. Tính nhậm. B. Chọn một phép chia ở phần A nếu số bị chia. Số chia và thương phép chia đó. Các em đã rõ yêu cầu đề bài chưa? Như vậy, các em vẫn dùng bảng chia 2 và bảng chia 5 để chúng ta thực hiện điền kết quả vào ba cột tính. Cô nghĩ rằng, việc vận dụng bảng chia 2 và bảng chia 5 chúng mình nhanh chóng đã có kết quả của phần A rồi đúng không? Đến với chia sẻ của cô. Chúng ta đến với cột tính đầu tiên. 2 chia 2 bằng mấy? Chúng ta vận dụng bảng chia 2 để tìm nhanh kết quả đó là 2 chia 2 bằng 1. Còn 5 chia 5 bằng bao nhiêu? À, 5 chia 5 bằng 1. Còn 4 chia 2 thì sao? 4 chia 2 bằng 2. 20 chia 2 bằng mấy? 20 chia 2 bằng 10. 50 chia 5 bằng bao nhiêu các em? À, 50 chia 5 bằng 10. 25 chia 5 bằng 5. 18 chia 2 bằng 9. 35 chia 5 bằng 7. 45 chia 5 bằng 9. Như vậy vừa rồi chúng ta đã hoàn thành hoạt động A à, rồi đấy. Với việc vận dụng bảng chia 2 và bảng chia 5, chúng mình đã nhanh chóng hoàn thiện bài tập này rồi. Và đến với phần B. Ở phần B chúng ta phải thực hiện tìm một phép chia ở phần A chúng ta vừa thực hiện để nêu số bì chia, số chia và thương của phép chia mà mình chọn. Chúng mình đã tìm được những phép chia nào và nêu thành phần như thế nào rồi? Và bây giờ, cô sẽ lấy một phép chia bất kỳ ở hoạt động A. Một phép chia đó là 18 chia 2 bằng 9. Trong phép chia 18 chia 2 bằng 9, 18 là gì? À, 18 đứng trước dấu chia, ta gọi là số bị chia. Còn 2 thì sao? À, chúng ta quan sát Hai đứng sau dấu chia, hai được gọi là số chia. Còn 9 thì sao? 9 là kết quả của phép chia 18 chia 2. Kết quả của phép chia ta gọi là thương, đúng không nào? Bây giờ chúng ta đến với phép tính tiếp theo. Bây giờ cô sẽ lấy phép tính 50 chia 5. Với phép tính 50 chia 5, các em hãy cho cô biết 50 được gọi là gì? À, 50 đứng trước dấu chia. Vậy 50 gọi là số bị chia. Còn 5 thì sao? 5 đứng sau dấu chia. 5 được gọi là số chia. 10 là kết quả của phép tính chia. Vậy 10 gọi là gì? À, 10 gọi là Thưa. Như vậy, qua hoạt động này chúng ta gợi nhớ lại được tên các thành phần trong phép tính chia. Số đứng trước dấu chia gọi là số bì chia, số đứng sau dấu chia gọi là số chia và kết quả của phép chia ta gọi là thương. Bây giờ chúng ta đến với phép tính tiếp theo nhé. Với phép tính 5 chia 5, 5 được gọi là gì? À, năm được gọi là số bị chia. Đây cũng là năm, nhưng số năm này đứng sau dấu chia. Vì vậy, số năm này được gọi là gì các em? Được gọi là số chia. Còn một là kết quả của phép chia, một được gọi là thương. Vừa rồi, cô trò chúng mình vừa thực hiện xong bài tập 1. Qua bài tập 1 này, chúng ta cũng củng cố lại kiến thức về cách gọi tên các thành phần trong phép chia để giúp các em lập được hai phép chia từ một phép nhân tương ứng. Bây giờ mời các em đến với hoạt động tiếp theo. 2. Cùng đọc yêu cầu đề bài với cô. Cho phép nhân nêu hai phép chia thích hợp. Ở bài tập này gồm có hai phép tính nhân 2 x 8 bằng 16. Và 5 x 7 bằng 35. Vậy, từ một phép nhân, chúng ta làm như thế nào để lập được hai phép chia tương ứng? Ở tiết học trước, các em đã được học để viết được hai phép chia tương ứng từ một phép tính nhân, chúng ta phải làm như thế nào? À, ở đây ta thấy 2 x 8 bằng 16 2 là thừa số, 8 là thừa số, 16 là tích. Để viết được hai phép chia từ phép nhân thì chúng ta lấy tích chia cho một thừa số thì được kết quả chính là thừa số còn lại. Vận dụng những kiến thức chúng mình đã học, chúng mình hãy thực hiện bài tập này vào vợ cho cô. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, các em như bố mẹ hỗ trợ nhé. Xin mời các em nào. Các em đã thực hiện xong chưa? Cô nghĩ rằng tất cả các bạn đã thực hiện xong yêu cầu của bài tập này rồi đúng không nào? Và bây giờ đến với chia sẻ của cô nhé. Đến với phần A, với phép nhân 2 x 8 bằng 16, thì chúng mình sẽ có hai phép chia tương ứng là hai phép chia nào? Ở đây chúng mình quan sát, thừa số là 2, thừa số là 8, tích là 16. Bây giờ chúng mình lấy tích chia cho thừa số là 8 thì chúng mình được phép chia nào? À, chúng mình có phép chia 16 chia 8. 16 chia 8 bằng bao nhiêu? 16 chia 8 thì kết quả sẽ là thừa số còn lại là 2, đúng không nào? Vậy ta có 16 chia 8 bằng 2. Tương tự như vậy, chúng mình lấy 16 chia 2. Ta có phép chia 16 chia 2. Và kết quả là bao nhiêu? À, kết quả là thừa số còn lại, đó là 8. Vậy 16 chia 2 bằng 8. Chúng mình vừa lập xong hai phép tính chia từ phép tính nhân. 2 x 8 bằng 16. Chúng mình lập được hai phép chia đó là 16 chia 8 bằng 2. 16 chia 2 bằng 8. Còn phép tính ở hoạt động B thì sao? 5 x 7 bằng 35. 5 thừa số, 7 là thừa số. 35 là tích. Vậy với phép nhân 5 x 7 bằng 35, chúng mình có hai phép tính chia nào? Đầu tiên, chúng mình lấy tích là 35 chia cho 7 thì mình có phép chia 35 chia 7 và kết quả chắc chắn là 5 rồi. Đó là thừa số còn lại. Ta có phép chia 35 chia 7 bằng 5. Bây giờ mình lấy 35 chia 5. Ta có phép chia 35 chia 5 và kết quả là 7. Các em thân mến, cô hoạt động vừa rồi chúng mình đã củng cố lại cách lập hai phép tính chia từ một phép tính nhân tương ứng. Và bây giờ các em hãy quan sát lên màn hình và kiểm tra kết quả bài làm của mình có giống với kết quả của cô hay không. Để giúp các em vận dụng bảng chia 2, bảng chia 5 để giải quyết một số tình huống trong thực tế. Bây giờ mời các em đến với hoạt động tiếp theo. Mời các em quan sát màn hình và nói cho bố mẹ cũng biết chúng mình thấy gì trên tranh. À ở đây các bạn nhỏ đang về sinh lớp học đấy các em ạ. À. Các bạn nhỏ có liên quan đến tình huống nào trong bài toán của cô? Mời các em đến với bài tập số 3. Các em cùng đọc đề bài với cô. Lớp 2C có 20 học sinh. Các bạn dự kiến phân công nhau cùng dọn vệ sinh lớp học. Các em hãy trả lời các câu hỏi. A. Nếu chia đều thành hai nhóm thì mỗi nhóm có mấy bạn? B. Nếu chia thành các nhóm mỗi nhóm có 5 bạn thì cả lớp có bao nhiêu nhóm? Các em đã rõ yêu cầu đề bài chưa? Bài tập này gồm có hai phần, đó là phần A và phần B. Bây giờ, các em cùng nhẩm lại đề bài một lần nữa cho cô. Với việc vận dụng kiến thức chúng ta đã học về bảng chia 5 và bảng chia 2, các em hãy thực hiện yêu cầu này và trả lời câu hỏi vào vợ cho cô. Xin mời các em! Các em đã thực hiện xong yêu cầu này chưa? Và bây giờ đến với chia sẻ của cô nhé. Ở phần thứ nhất. Bài toán cho chúng ta biết điều gì các em? À, bài toán cho biết lớp 2C có 20 học sinh. Ở phần A, bài toán hỏi chúng ta điều gì? À, bài toán toán hỏi nếu chia đều thành hai nhóm thì mỗi nhóm có mấy bạn? Ở đây ta thấy lớp 2C có 20 học sinh, chia đều thành hai nhóm. Thì chúng ta có phép chia tương ứng là phép chia nào? Chúng mình hãy nói cho người thân cùng biết đó là phép chia gì nhé? À, 20 học sinh chia đều thành hai nhóm. Chúng mình có phép chia đó là 20 chia 2. Vậy 20 chia 2 bằng bao nhiêu các em? Vận dụng bảng chia 2, chúng mình sẽ tìm ra kết quả. 20 chia 2 bằng 10. Ở đây bài toán hỏi chúng ta điều gì? Hỏi chúng ta nếu chia đều thành hai nhóm thì mỗi nhóm có mấy bạn? 20 học sinh chia đều thành hai nhóm, ta có phép chia 20 chia 2 bằng 10. Vậy Mỗi nhóm có 10 bạn. Các em có cùng câu trả lời với cô không? Cô xin chúc mừng những bạn có cùng câu trả lời với cô đấy. Và bây giờ chúng ta đến với hoạt động B nhé. Ở đây cũng có 20 học sinh. Câu B yêu cầu nếu chia thành các nhóm mỗi nhóm có 5 bạn thì cả lớp có bao nhiêu nhóm? Với 20 học sinh chia đều các nhóm mỗi nhóm có 5 bạn thì chúng mình có phép chia tương ứng là phép chia nào các em? Chúng mình hãy nói phép chia đó cho người thân mình cùng nghe. À, có 20 học sinh chia đều thành các nhóm mỗi nhóm có 5 bạn. Chúng mình sẽ có phép chia tương ứng là 20 chia 5 đúng không? Vậy 20 chia 5 bằng mấy? Với việc vần dùng bảng chia 5, chúng mình nhanh chóng tìm được kết quả là 20 chia 5 bằng 4. Ở đây bài toán hỏi, cả lớp có tất cả bao nhiêu nhóm? Vì vậy, chúng mình trả lời, cả lớp có 4 nhóm. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã hoàn thiện bài tập B. Chúng mình hãy do lại kết quả có đúng với chia sẻ của cô không? Các em thân mến, với việc vận dụng bảng chia 2 và bảng chia 5, chúng mình nhanh chóng giải quyết các tình huống trong thực tế. Đây cũng là bài tập khép lại tiết học của chúng mình hôm nay rồi đấy. Và bây giờ các em hãy chia sẻ với người thân, trong tiết học này chúng mình được luyện tập và củng cố những mảng kiến thức nào nhé. Cô nghĩ rằng các bạn đã nói cho bố mẹ biết, vừa rồi chúng mình đã luyện tập được những mảng kiến thức nào? Vừa rồi, chúng mình được vận dụng bảng chia 2 và bảng chia 5 để tính nhầm và giải quyết một số tình huống trong thực tế. Qua đó, chúng mình cũng được gọi tên thành phần và kết quả của phép tính chia. Trong phép chia, số đứng trước dấu chia là số bị chia, đứng sau dấu chia là số chia và kết quả của phép chia là thương qua tiết học này chúng mình cũng đã có kỹ năng lập được hai phép chia tương ứng từ một phép nhân cho trước bằng cách lấy tích chia cho một thừa số được kết quả là thừa số kia như vậy với kiến thức mà cô trò chúng mình vừa ôn tập cô nghĩ rằng các em sẽ tự tin hơn để giải quyết một số tình huống trong thực thể và thực hiện tốt các bài tập của những tiết học tiếp theo. Về nhà các em hãy học thuộc bảng chia 2 và bảng chia 5. Xem lại các bài tập hôm nay cô trò chúng mình cùng thực hiện. Và tiết học của chúng mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.